Mọi người ơi, hiện tại Julie đang ở quán Hà Tiên. Quán này là very authentic Vietnamese food nha. Có rất là nhiều món, trong đấy còn có cả lẩu dê luôn, rất là ngon và tươi. Có đến cả 100 món toàn là đồ ăn Việt Nam hết. Cái tiệm này nằm ở khu vực Pinellas Park, ngay khu vực trung tâm người Việt luôn. Có rất là nhiều món ăn ngon Việt Nam và rất là authentic, cho nên là cô chú và anh chị sẽ rất thích cái quán này luôn. Và Julie cũng là cái khách hàng thường xuyên đến đây, bởi vì là đồ ăn ngon quá, ăn hoài luôn. Trong kinh niên của cái dưới nghe không vậy? Rau muống xào chao, canh chua tôm. Ngon chị? Ngon luôn, nước mía tắc, mía tươi, tắc tại chỗ và tắc tươi luôn nha mọi người, không phải đông đá. Uống xong cái mía xỉu. Và đặc biệt là rất ít đá, nhiều nước. Artless IO. Đây là cơm niêu khô cá dứa nha mọi người. Mọi người nhìn thấy cơm cháy cơm niêu này không? Oh my god, so good luôn. Rất là giòn. Còn đây là cá dứa chiên. Mà cá dứa ở đây đặc biệt là không mịn mặn. Music thì Julie ăn được cái tiệm này rất là nhiều lần này. Mình có thể ăn không được luôn á. Rất là béo, giòn, thơm, ngọt thịt. Không có bị hôi mùi cá, cá khô lắm. Ăn cùng với cả một miếng cơm, cơm cháy ha. Thiên đường là đây chứ đâu. Rất giòn, ngon mà lại không bị cứng, nhai không bị mỏi mồm. Giòn là giòn thật sự luôn đấy mọi người ạ. Music licensing reimagined. Tuyệt vời luôn. Món này rất ngon luôn. Rồi gam nha mọi người. Artless IO. Nếu cô chú và anh chị có dịp ghé chơi ở Florida thì hãy ghé quán cơm này để được thưởng thức những món ăn thuần Việt và chuẩn vị miền Tây luôn nha.